Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua thì Thái Võ có nói nhiều về cái chuyện là có một số người họ cũng muốn đi về Việt Nam họ sống quý vị. Và cũng có một cái trường hợp thứ hai là bà con mình không thích đi về Việt Nam sống. Tuy nhiên thì sau cái sự đúc kết của Thái Võ đó, thì Thái Võ thấy là dường như là cái tỷ lệ mà 10 người đi thì có đâu đó là Thái Võ dám khẳng định, Thái Võ dám nói như thế này nha. Dường như là có 73 quý vị, chia làm 73. Có nghĩa là 7 ở đây đó, 7 là cái trường hợp người không muốn về. Còn 3 ở đây có nghĩa là cái trường hợp muốn đi về. Và chúng ta có thể thấy là đại đa số là những người mà muốn ở lại đó là chiếm nhiều hơn. Và những người mà muốn về thì dường như là chiếm cái thiểu số thôi, chiếm một cái con số nhỏ nào đó thôi. Ở đây Thái Võ đang nói người Việt Nam sống ở nước ngoài. Mà phải chi mà cái tỷ lệ 5 năm đó, 5 về và 5 không đó, thì mình không nói. Còn đằng này nè, 73 quý vị, 7 muốn ở lại và 3 muốn về. Và tại sao Thái Võ biết như vậy? Có nghĩa là trước đây Thái Võ chia sẻ nhiều video nói về hai cái khía cạnh về và ở lại, thì Thái Võ thấy là lượng khán giả của mình đó, lượng bà con cô bác anh chị Việt Kiều mình xem kênh đó, thì dường như là đại đa số trong 10 cái bình luận quý vị thì có 3 cái bình luận là người ta nói là người ta sẽ đi về, người ta đồng ý người ta đi về. Còn ngoài ra 7 cái bình luận kia là dường như là không có ai tán thành cái chuyện đi về Việt Nam hồi hương hay là nghỉ hưu hay là nghỉ dưỡng hay là cái gì vân vân gì vân vân. Đại loại là nó tới cái chuyện đi về Việt Nam thì dường như là 7 cái bình luận kia là người ta không đồng ý. Và nói chung là đồng ý hay không đồng ý, về hay không về, Thái Võ đều tôn trọng tất cả những cái sự đóng góp ý kiến của quý vị mình mà. Tuy nhiên thì Thái Võ muốn phân tích đó là thật sự là có một số người họ không có muốn đi về Việt Nam là cũng có cái lý do quý vị. Chẳng hạn như bây giờ Thái Võ nói nè, có người đó, có người không muốn về vì là người ta như thế này, người ta sợ khi mà ta về nước đó, người ta ngại người ta làm lại từ đầu. Sau khi mà đã về già đó, họ không muốn bắt đầu lại một cái cuộc sống mà họ phải tập thích nghi cái này, họ tập thích nghi cái kia như là cái thuở ban đầu, họ không muốn điều đó. Hoặc là cũng có người không muốn về là vì họ không muốn sống trong một cái môi trường sống mà tại cái quốc gia đó thì nó còn nhiều cái bất cập về tư tưởng, về cái chế độ, vân vân và vân vân. Hoặc là cũng có những người họ không muốn về là vì họ cho đó cái sự chăm sóc y tế ở quê nhà Việt Nam thì nó không có được tốt so với ở nước ngoài. Đó cũng là một cái trường hợp. Hay là cũng có người đơn giản thôi, không về vì là họ cảm thấy cuộc sống ở nước ngoài sướng hơn ở Việt Nam. Như vậy thôi. À, có phải không quý vị? Có phải Thái Võ nói những cái điều này ra là đúng hay không? Tuy nhiên thì ngày hôm nay, thưa quý vị, đó chỉ là cái tiền đề mà Thái Võ đi vào cái chủ đề chính ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay Thái Võ sẽ chia sẻ một cái trường hợp này của một vị này. Mà vị này cũng không muốn về Việt Nam luôn. Về chơi cũng không muốn, mà về sống cũng không muốn. Mà cái lý do tại sao mà không muốn đó, thì có lẽ là Thái Võ sẽ mời cô bác anh chị mình nghe ha. Mình nghe trước và mình nghe hết đầu đuôi ngọn ngành thì quý vị sẽ biết được vì sao mà vị này không muốn đi về quê hương. Nha quý vị nha. Và kính thưa quý vị, Thái Võ nhận được một cái email của một anh tên Tuấn. Anh ấy thì hiện nay đang sinh sống tại thành phố Abbotsford, tỉnh bang BC của đất nước Canada. Và anh ấy đã gửi cho Thái Võ một cái câu chuyện liên quan giữa ảnh và người thân của ảnh ở Việt Nam đó. Cái câu chuyện nó như thế này. Chào em Thái Võ, anh tên là Tuấn, hiện nay đang sống tại thành phố Abbotsford. Anh xin chia sẻ một cái câu chuyện giữa anh và người thân của anh ở Việt Nam. Người thân thì đã đối xử với anh thật là tàn nhẫn, vô lương tâm như thế này đây. Bao nhiêu năm trước thì anh có đi về Việt Nam cưới vợ. Gia đình của cô ta lúc đó thì sinh sống tại đường Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh của Sài Gòn. Ba má của cô ấy thì nghèo khổ lắm và thiếu nợ nữa, thiếu nợ rất là nhiều, không có tiền để mà trả nợ. Và họ có kêu là
Họ sẽ bán cho anh ba cái mẫu đất của họ tại đường Lê Minh Xuân. Và cái lúc đó đó thì đất ở nơi đây thì hoang vu lắm, nước mặn nữa. Cho nên là không có ai muốn mua đất ở đây hết. Và anh đã mua ba cái mẫu đất này và ông bà đã ký cái giấy tay để mà bán đất lại cho anh. Anh thấy gia đình ở bên vợ của anh nghèo khổ. Anh nói là thôi giờ đó, họ cứ gia đình cứ trồng trọt cây mía ở trên cái miếng đất của ảnh để mà có tiền để mà nuôi gia đình. Đó, đại loại là ảnh nói với gia đình như vậy đó. Rồi sau đó thì ảnh cũng có bảo lãnh cho gia đình, ba má và em trai ở bên vợ, có nghĩa là bảo lãnh cho người ba nè, người má nè của vợ và cái người em trai của vợ được đi sang Canada để sinh sống. Mấy năm trước thì anh và bà xã của anh đã ly dị. Anh mới hỏi ba má vợ của anh đó là bây giờ trả lại cho con ba cái mẫu đất đó. Thì ông bà mới nói đó, ông bà mới nói như thế này: đã trả lại tiền cho anh rồi, bởi vì là anh không có thích mua cái miếng đất này nữa. Và ông bà trả tiền lại cho anh. Anh oan ức và tức giận quá. À, có nghĩa là gia đình của bên vợ đã nói là đã trả tiền lại cho cái anh này rồi, bởi vì là gia đình nói là ảnh không có thích mua cái miếng đất này nữa quý vị. Thì ảnh mới hỏi đó, ảnh mới hỏi là nếu như mà ba má nói ngược ngạo như vậy thì ba má đưa ra cái hợp đồng mà do chính tay của con ký để mà bằng lòng con bán lại cái miếng đất này cho ba má đi. Ba má đưa ra cái hợp đồng đó đi. Thì ông bà ta không có trả lời được và họ còn thách thức anh là đi về Việt Nam thưa kiện ông bà đi. Coi tòa sẽ xử ai thắng kiện, cho anh thắng hay là ông bà thắng. Và anh còn chia sẻ thêm như thế này quý vị, là bởi vì theo như anh nói đó thì Việt Kiều thì không có được mua đất đai và không có được đứng tên tại Việt Nam. Ở đây thì Thái Võ muốn nói thêm như thế này, không phải là Việt Kiều, anh nói Việt Kiều là cũng cũng không đúng một phần nào, có nghĩa là người ngoại quốc gốc Việt, thưa anh, người ngoại quốc gốc Việt thì không có được, như anh nói đó, là không có được mua đất đai và đứng tên tại Việt Nam, trừ khi mà mình là người có cái quốc tịch tại Việt Nam ha, có quốc tịch Việt Nam, có giấy tờ ví dụ như passport Việt Nam nè, có giấy khai sinh Việt Nam nè, có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nè, đó thì mình được đứng tên, cái đó cũng là Việt Kiều. Còn cái trường hợp của anh thì theo Thái Võ nghĩ là có phải là anh là mang quốc tịch Canada hay không ạ? Thì có nghĩa là người Canada gốc Việt thì không có được mua đất đai và không có được đứng tên nhà đất tại Việt Nam. Ok, bắt đầu Thái Võ đi tiếp cái câu chuyện này. Anh có giữ cái hợp đồng của ông bà ta bán cái miếng đất lại cho anh, có nghĩa là anh giữ cái tờ giấy mà ba má vợ đã bán đất cho ảnh đó, ảnh có giữ tờ giấy đó. Nhưng mà cái miếng đất đó thì vẫn còn đứng tên của ông bà ta đứng tên trên giấy tờ. Rồi, xong. Thôi, đọc tiếp đi. Bây giờ thì anh đang nhờ luật sư Việt Nam thưa kiện giùm cho anh. Em thấy không? Người Việt Nam đối xử với Việt Kiều đã giúp cho gia đình họ mà họ tàn nhẫn như vậy đó. Anh nhờ Thái Võ chia sẻ cái câu chuyện này cho tất cả Việt Kiều muốn về Việt Nam lập gia đình được biết cái câu chuyện này. Chào em, anh Tuấn. Và thưa quý vị, thì đó là cái email thứ nhất, cái email thứ nhất mà anh đã gửi cho Thái Võ trước ha. Sau đó thì Thái Võ có trả lời với ảnh và xác nhận là Thái Võ đã đọc qua cái câu chuyện mà ảnh chia sẻ rồi. Thì ảnh mới viết thêm một cái email thứ hai quý vị. Và cái email thứ hai thì ảnh mới nói như thế này. Tại vì là Thái Võ nói là Thái Võ hỏi anh đó là bộ anh sống ở Abbotsford của BC hả? Tại vì là em cũng sống ở láng lì đó, ở cũng cách anh chừng mười mấy hai chục cây số. Thì anh mới nói là đúng rồi, anh đang sống tại Abbotsford của BC đây. Anh làm kế toán cho Mushroom Farm tại đây. Mong Thái Võ chia sẻ cái câu chuyện của anh. Cuộc đời của anh hối hận nhất là đã tin tưởng và giúp đỡ cho gia đình bên vợ của anh. Em biết không? Sau khi mà anh bảo lãnh cho tất cả gia đình họ sang Canada, họ rất là khá giả. Con cái của ông bà ta thì đều mua nhà riêng. Sau khi mà ông bà ta bán lại ba cái mẫu đất đó cho anh, ông bà ta đã trả hết nợ nần và mua được một cái công đất ở ở tại xa cảng miền Tây. Anh nói là tại xa cảng miền Tây nha quý vị. Bây giờ thì cái miếng đất này có giá trị là cả 100 tỷ đồng Việt Nam. Tiền nhiều như vậy đó mà ông bà ta nỡ lòng nào giựt luôn cái miếng đất của anh. Bao nhiêu tiền mới đủ cho cái lòng tham của con người đây? Thử hỏi chứ gia đình của ông bà ta mà không có anh giúp đỡ
thì giờ này có lẽ là họ còn nghèo khổ, khổ sở biết chừng nào. Má vợ của anh mỗi ngày thì cứ coi như là ngày đêm đọc kinh niệm Phật, đi đến chùa, mỗi sáng chủ nhật đó thì đều đi đến chùa để mà cúng Phật. Vậy mà trong tâm của bà ta không có cảm thấy xấu hổ với trời Phật hay sao? Thế nào là sẽ bị trừng phạt và thế nào cũng sẽ bị quả báo cho bà ta sau này mà thôi. Anh rất mong để xem clip của Thái Võ chia sẻ cái câu chuyện này của anh. Chào em, anh Tuấn. Và thưa quý vị, thì đó là cái email thứ hai ha. Và cái email thứ ba thì anh mới nói bên lề như thế này. Em mà xuống kênh 3 xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, hỏi tất cả chòm xóm, gia đình của ông bà, Thái Võ xin được phép giấu tên, gia đình của ông bà ở đây à, ảnh có cho biết cái tên của ông bà đó rõ ràng nha quý vị, nhưng mà Thái Võ xin được phép giấu tên. Hỏi tất cả chòm xóm đi, gia đình của ông bà, ai cũng nói là bây giờ gia đình của ông bà là giàu nhất xã Bình Lợi. Và thưa quý vị thì đó là một cái câu chuyện của anh Tuấn sống tại Abbotsford của tỉnh bang BC, Canada đã chia sẻ cho Thái Võ đây. Mong Thái Võ chia sẻ cho cộng đồng bà con mình được lắng nghe. Và như thế này quý vị, Thái Võ xin được nói thêm một chút nữa. Có lẽ là theo như Thái Võ nghĩ đó, đây cũng là một cái lý do mà đâu đó khiến cho nhiều Việt Kiều, nhiều người ngoại quốc gốc Việt, nhiều người ngoại quốc gốc Việt nha. Thì sao ta? Có lẽ là ngại khi mà nói đến cái chuyện về Việt Nam chơi, thăm người thân, về Việt Nam đoàn tụ với gia đình, đại loại là vậy. Hoặc là về Việt Nam ở luôn, rồi tới lui với gia đình. Thì phải nói là Thái Võ dùng cái từ này không biết các bà con mình đồng ý không nữa. Dùng cái từ là quải. Khi mà nói đến cái chuyện đi về Việt Nam gặp gia đình, về Việt Nam thăm gia đình, ít nhiều là cũng có một số người quải. Khi mà nói đến cái chuyện này quải lắm. Và quý vị biết làm sao quải mà. Cũng có lý do. Trước đó có nhiều người quải vì là bị thân nhân lừa gạt. Ví dụ những trường hợp này là lừa gạt nè. Và quý vị biết làm sao mà Thái Võ nói lừa gạt mà. Tại vì là bây giờ đó, biết người ta là coi như là không thể đứng tên nhà đất được rồi. Vậy mà viết giấy tay cho người ta làm chi? Phải không? Và nói chung là ông bà đó thì cũng rành quá mà. Thừa biết là anh này về thưa kiện là sẽ thua mà. Tại vì giấy tay ai giải quyết? Mà ông bà cũng rành lực quá mà. Mà rành quá đó, thì tại sao trước đó lại viết giấy tay cho người ta làm chi? Thì rõ ràng là cái trường hợp này là lợi dụng cái... cũng giống như là nghĩ cái anh này có tiền đó. Nghĩ cái anh này có tiền, rồi quen con gái của ông bà. Rồi lúc này con rể mà. Con rể thì phải giúp đỡ cho gia đình bên vợ mà. Mua đất mua đai này kia cái nọ như quý vị nghe nãy giờ đó. Rồi bắt đầu viết giấy tờ đàng hoàng, cũng có giấy tờ đồ đàng hoàng, làm cho đúng thủ tục vậy đó. Nhưng mà giấy tay thôi, giấy tay đâu có giá trị gì quý vị. Cuối cùng thì giấy tờ nhà đất đồ thì hai vợ chồng ông bà đó đứng tên là cũng là của ông bà đó thôi. Và cái này thì để thưa luật sư coi. Không biết Thái Võ không biết xử lý làm sao, nhưng mà Thái Võ nghĩ là thua. Thua chứ không có thắng đâu, không có đường thắng chắc chắn. Và đó là cái trường hợp thứ nhất mà cũng là thuộc cái dạng mà quải khi mà nói về thân nhân gia đình đó. Trường hợp thứ hai là thân nhân đối xử không tử tế, cho tiền rồi chê khen này nọ ha, cho quà cáp rồi chê khen này nọ, nó cũng đau chứ, cũng đau lòng chứ. Rồi một cái trường hợp nữa coi, một cái trường hợp thứ ba coi, là quải là vì mỗi lần mà về đó thì bắt đầu là có người này báo cáo chuyện này, người kia báo cáo chuyện nọ. Cha ốm mẹ đau, anh chị em đi học hành gì đó lu su bu hết trơn. Rồi hoàn cảnh khó khăn khổ sở rồi đó. Tới chừng giúp đỡ rồi, cũng giúp đỡ đàng hoàng. Nói nào ngay, bà con Việt Kiều mình cũng có giúp đỡ đàng hoàng trước đó. Nhưng mà sau đó thì không hiểu sao mà lại đâm thọc, rồi lại nói xấu sau lưng, vân vân và vân vân. Vô vàng cái sự quải quý vị. Và khi mà mình nghe qua cái câu chuyện của ảnh đó, nghe qua cái trường hợp của anh này mà liên quan đến cái chuyện mà đất đai giấy tờ đó, thì nói chung là đây là cái trường hợp của ảnh, không phải là trường hợp đầu tiên đâu. Dường như là đây là một cái trường hợp mà thứ 100, 1.000 hay là thứ 10.000, thứ 5.000, thứ 15.000 gì đó. Trước đó có biết bao nhiêu là cái trường hợp như vậy rồi. Thì khi mà quý vị mình nghe qua câu chuyện này rồi, thì mình cho biết một cái ý kiến thử coi. Là như ảnh nói đó, là ảnh chuẩn bị ảnh thuê luật sư để mà ảnh giải quyết cái chuyện này đó. Thì quý vị thử bình luận cho Thái Võ biết một cái bình luận thôi. Mỗi người một cái bình luận coi.
là ảnh có thắng kiện trong cái chuyện này hay không quý vị, ảnh có đòi lại được cái lẽ công bằng của ảnh hay không, cũng như là với cái tờ giấy tay đó thì ảnh có đòi lại cái miếng đất của ảnh được hay không. Quý vị thử cho biết một cái ý kiến nha quý vị nha. Và ngày hôm nay thì khi mà Thái Võ chia sẻ video này lên, chắc chắn là anh cũng có xem qua clip này, anh cũng chờ đợi để mà anh xem đó. Thì khi mà anh xem, chắc chắn là anh sẽ thấy những cái bình luận của quý bà con, cô bác anh chị khán giả mình cho ảnh một cái ý kiến. Và đại loại là như vậy. Thì có lẽ một cái câu chuyện ngày hôm nay Thái Võ muốn chia sẻ đến cô bác anh chị mình. Nếu quý vị mình thấy câu chuyện này là hữu ích, là thiết thực, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like, cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì quý vị có thể share và chia sẻ cho nhiều người. Biết đâu là trong cái cuộc sống này, họ sẽ có được một cái nhìn sáng suốt hơn. Khi mà họ đang trong cái hoàn cảnh tương tự đó, họ sẽ có một cái cách nhìn sáng suốt hơn. Và cuối cùng thì Thái Võ cũng không biết nói gì hơn. Thái Võ xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị, bà con, cô bác, anh chị mình. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video kế tiếp. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.